Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng hân hoan chào đón quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại trung tâm của chúng tôi. Khai trương tưng bừng, rộn ràng khuyến mãi. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi giảm giá cực sốc, giảm giá từ 20 đến 30%. Đặc biệt, quý khách mua đồng hồ tại cửa hàng sẽ được thay pin một lần miễn phí. Ngoài ra, khi đến với trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng trong thời gian này, bạn sẽ được đo khám mắt miễn phí. Đo khám mắt miễn phí bằng máy điện tử công nghệ hiện đại nhất. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc đôi mắt và kính mắt của bạn như đo khám các tật khúc xạ, cận, viễn, loạn miễn phí, sửa chữa kính bảo hành dài hạn, kính cận, viễn, loạn, hai tròng, đa tròng, mài lắp các loại kính thuốc thời trang trên dây chuyền tự động, cắt kính theo toa của bác sĩ. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng chuyên cung cấp kính mắt thời trang, đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như đồng hồ Sunrise, K-Sports, gọng kính công ty Rosanna, TK Pop, Lido, Berlino, Gardiner, Oliver, trong kính các loại Seolet, Temi, Mihan, tất cả trong kính Hàn Quốc nhập khẩu, cận dâm, cận đổi màu, mắt cận chống hấp hơi siêu trơn. Quý khách sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên chuyên viên khúc xạ giàu kinh nghiệm làm trong ngành khúc xạ mắt đo khám chuẩn xác các tật khúc xạ mắt, chuyên lắp ráp kính mắt trên dây chuyền công nghệ hiện đại, phục vụ tư vấn tận tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng cam kết bán hàng chính hãng, uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý. Hãy nhanh chân đến với trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng để lựa chọn cho mình những sản phẩm chính hãng. Hãy để chúng tôi chăm sóc đôi mắt của bạn. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng, địa chỉ số nhà 123 Xuân Mai 3, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, ngã ba chân cầu Honda. Số điện thoại 0968 158 851, 0971 158 581. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng hân hoan chào đón quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại trung tâm của chúng tôi. Khai trương tưng bừng, rộn ràng khuyến mãi. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi giảm giá cực sốc, giảm giá từ 20 đến 30%. Đặc biệt, quý khách mua đồng hồ tại cửa hàng sẽ được thay pin một lần miễn phí. Ngoài ra, khi đến với trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng trong thời gian này, bạn sẽ được đo khám mắt miễn phí. Đo khám mắt miễn phí bằng máy điện tử công nghệ hiện đại nhất. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc đôi mắt và kính mắt của bạn như đo khám các tật khúc xạ, cận, viễn, loạn miễn phí, sửa chữa kính bảo hành dài hạn, kính cận, viễn, loạn, hai tròng, đa tròng, mài lắp các loại kính thuốc thời trang trên dây chuyền tự động, cắt kính theo toa của bác sĩ. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng chuyên cung cấp kính mắt thời trang, đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như đồng hồ Sunrise, K-Sports, gọng kính công ty Rosanna, TK Pop, Lido, Berlino, Gardiner, Oliver, trong kính các loại Seolet, Temi, Mihan, tất cả trong kính Hàn Quốc nhập khẩu, cận dâm, cận đổi màu, mắt cận chống hấp hơi siêu trơn. Quý khách sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên chuyên viên khúc xạ giàu kinh nghiệm làm trong ngành khúc xạ mắt đo khám chuẩn xác các tật khúc xạ mắt, chuyên lắp ráp kính mắt trên dây chuyền công nghệ hiện đại, phục vụ tư vấn tận tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng cam kết bán hàng chính hãng, uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý. Hãy nhanh chân đến với trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng để lựa chọn cho mình những sản phẩm chính hãng. Hãy để chúng tôi chăm sóc đôi mắt của bạn. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng, địa chỉ số nhà 123 Xuân Mai 3, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, ngã ba chân cầu Honda. Số điện thoại 0968 158 851, 0971 158 581. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng hân hoan chào đón quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại trung tâm của chúng tôi. Khai trương tưng bừng, rộn ràng khuyến mãi. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi giảm giá cực sốc, giảm giá từ 20 đến 30%. Đặc biệt, quý khách mua đồng hồ tại cửa hàng sẽ được thay pin một lần miễn phí. Ngoài ra, khi đến với trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng trong thời gian này, bạn sẽ được đo khám mắt miễn phí. Đo khám mắt miễn phí bằng máy điện tử công nghệ hiện đại nhất. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc đôi mắt và kính mắt của bạn như đo khám các tật khúc xạ, cận, viễn, loạn miễn phí, sửa chữa kính bảo hành dài hạn, kính cận, viễn, loạn, hai tròng, đa tròng, mài lắp các loại kính thuốc thời trang trên dây chuyền tự động, cắt kính theo toa của bác sĩ. Trung tâm kính mắt đồng hồ BV Toàn Thắng chuyên cung cấp kính mắt thời trang, đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như đồng hồ Sunrise, K-Sports, gọng kính công ty Rosanna, TK Pop, Lido, Berlino, Gardiner, Oliver, trong kính các loại Seolet, Temi, Mihan, tất cả trong kính Hàn Quốc nhập khẩu, cận dâm, cận đổi màu, mắt cận chống hấp hơi siêu trơn. Quý khách sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên chuyên viên khúc xạ giàu kinh nghiệm làm trong ngành khúc xạ mắt đo khám chuẩn xác
mát, các tật khúc xạ mát, chuyên lắp ráp kính mát trên dây chuyền công nghệ hiện đại, phục vụ, tư vấn tận tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Trung tâm kính mát đồng hồ BV Toàn Thắng cam kết bán hàng chính hãng, uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý. Hãy nhanh chân đến với trung tâm kính mát đồng hồ BV Toàn Thắng để lựa chọn cho mình những sản phẩm chính hãng. Hãy để chúng tôi chăm sóc đôi mắt của bạn. Trung tâm kính mát đồng hồ BV Toàn Thắng, địa chỉ số nhà 123, sân bay 3, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, ngã ba chân cầu Honda. Số điện thoại 0968 158 851, 0971 158 581. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách.